Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, mà mình là YouTube Elro đây. Lâu lắm rồi mình sẽ quay mới làm clip và CRL và về Zach. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với vòng thi đấu thứ hai của team của Group B với team trận đấu này là trận đấu thứ hai rồi. Trận đấu thứ hai giữa team Pháp và team OPGG Gaming. Phải nói là mùa này thì chúng ta thấy team đây là team gọi là team mới đổi tên. Với sự xuất hiện của vẫn là Xbox Master và ngày hôm nay Zach quay trở lại. Mình rất mong chờ cái trận đấu ngày hôm nay bởi vì là Zach, chúng ta còn nhớ là cái trận mùa trước Zach và Xbox Master là một trận đấu cực kỳ hay mà mình phải nói là best matchup từ trước đến giờ của Zach trong cái season 1. Và ngày hôm nay mùa 2 chúng ta lại quay trở lại với Zach và Xbox Master. Có một đặc điểm là mùa 2 này chúng ta sẽ 1v1, chúng ta sẽ không có ban thẻ. Vì vậy là chúng ta cũng chờ xem là liệu ngày hôm nay Zach sẽ chơi deck gì đây. Mình rất mong là Xbox Master sẽ chơi Xbox Master và Zach sẽ chơi Hawk. Mình rất mong là trận đấu đỉnh cao như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Cập nhật kết quả một chút là ở game set đầu tiên 2v2 thì team Pháp đã thắng với tỷ số là 2-1. Một trận đấu rất khá là săn nút. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Chúng ta chờ xem là sẽ có Hawk Cycle đánh với Xbox Cycle không. Mình rất mong là trận đấu đấy, bởi vì là hiện tại là Xbox Cycle nhỉnh hơn một chút, nhỉnh hơn một chút so với Hawk Cycle. Ok, let's go. Good luck, good luck. À, sẽ ra thẻ trước đây. Fine, please. I see, please. Và có Archer. Liệu rằng đây là Xbox Cycle không? Zach thì anh chơi Minions. Thì đây không phải là Hawk Cycle rồi. Không có một cái trận đấu highlight rồi. Không, mình rất mong chờ cái trận đấu này là Hawk Cycle với Xbox Cycle. Minions lại chơi là Lock. Deck gì đây? Liệu rằng đây là Giant Double Minions không? Lại có cả Goblin nữa. Đây là một deck khá là lạ đấy từ Zach. Và một deck mình cũng không nghĩ đây là Xbox Master sẽ chơi Xbox. Bởi vì là hiện tại có phải nói là Xbox Cycle rất là mạnh. Tuy nhiên thì đánh khi đánh đấu giải thì nó lại khác. Bởi vì là đánh đấu giải thì họ chơi rất nhiều PK, họ chơi rất nhiều những cái counter Xbox. Vì vậy là Xbox trong đấu giải cũng khá là khó. Nếu chúng ta thấy là Xbox ở trên ladder thì rất là mạnh. Tuy nhiên thì Xbox ở trong top đánh giải thì nó lại khác hẳn. Mình không hiểu vì sao, mình không hiểu vì sao. Có lẽ là trong khi mà đánh giải thì chúng ta có những chiến thuật khác nhau. Những người chơi họ có kỹ năng tuyệt vời hơn và những người chơi họ thường sẽ có biết điểm mạnh, điểm yếu của những người chơi khác. Vì vậy là chúng ta... vậy nói như là sự khác biệt giữa đánh ladder và đánh giải nó khác hẳn. Ok, và đây không phải là Xbox Cycle rồi. Bởi vì khi mà đánh Cycle thì chúng ta sẽ tấn công ngay từ ban đầu. Tại vì là nếu mà Cycle mà chúng ta đánh như kiểu cái đào thì chúng ta sẽ bị thua rồi. Thua tới 50% rồi. Và Zach thì anh Zach cũng không chơi một cái deck Cycle. Còn đây lẽ là một cái deck beatdown rồi. Mình với Xbox Master thì Royal Giant. Và đây là Pekka, không có Pekka luôn. Thôi. Vẫn có hai hit đến từ Royal Giant. Và đâu. Pekka xuất hiện với gì đấy? Có Pekka Hawk và có Muscati. Một con bên kia là có mình Rebecca, vậy là con Hawk sẽ không có một chị em. Chỉ có một hit đến từ Hawk thôi. Thông thường thì với mini Becca, mà trận đấu chuẩn Hawk thì Hawk gần như là không bị chém, không có một hit nào. Tiếp tục Dragon, bên kia chắc là một cái Fireball rồi. Một lock, rồi Fireball đây rồi. Tuy nhiên là trong cái tên này anh ta đặt Tesla hơi cao. Thông thường thì mình nghĩ đặt Tesla thấp hơn một chút thì sẽ là clear. Tuy nhiên anh ta sợ rằng là sẽ có một fireball tuyệt vời. Một fireball tuyệt vời đến từ Zach, một cái giáp nữa tuyệt vời. Một cái từ Hawk, một cái fireball tuyệt vời quá. Tuy nhiên này Zach cần phải rất cẩn thận trong cái tên tiếp theo. Bởi vì là Cryer Giant đây là một cái deck cycle cực kỳ nhanh. Nhưng mà Zach cũng là một deck rất nhanh. Hai bên gọi xem nhau. Tiếp tục để Hawk rồi. Phải giết được Tesla lỗi. Một hit đến từ Hawk. Xbox Master anh ta đang bị lỗi. Mini Pekka chém vào miệng con Pekka rồi. Một fireball.
nhưng mà không có đam đến từ Fireball, đó là quý. Tên này mình nghĩ là Fireball đập Tesla hơi cao, bị lỗi, mình nghĩ là Expo Master là chúng ta đập Tesla thấp hơn một chút. Thấp hơn một chút, lùi xuống một ô thì sẽ là hợp lý. Nhưng mà anh ta sợ rằng nó sẽ bị Fireball. Một, rất cần phải đánh từ từ bởi vì là rất dễ là Roger Dragon sẽ có 2 hit. Nếu mà anh ta kết hợp với lại một cái Fire Priest nữa, có Secretion đi trước rồi, có PK thời thời, một hit đến từ Royal Zion, hit nữa không? Chỉ có một hit thôi, một cái giáp, may quá. Thông thường nếu mà không có giáp mà một là thì Royal Zion sẽ có 2 hit. Chặn được PK rồi, mini PK chém cái Hawk. Đánh lạc hướng vào Secretion, một trận đấu tuyệt vời. Mình phải nói là trận đấu mà mình mong đợi rất là lâu. Muscity bắt vào trụ, trời! Muscity bắt vào trụ, bây giờ thì không có đủ PK. Hai hit đến từ Royal Giant, máu rất cân bằng, một trận đấu cực kỳ. Phải nói là những người đánh mới đầu có sẵn để đánh rất kinh khủng. Một pha đánh hơi lỗi. Tesla đủ thời gian để Tesla không có rồi, rất tuyệt vời. Chỉ có một hit đến từ nó thôi. Đến từ Royal Giant thôi, trận đấu 50-50. Fireball, cần gì với Fireball nhỉ? Mình nghĩ là Fireball cho trụ sẽ là tốt hơn, bởi vì deck của Xbox Master anh ta xoay nhanh hơn. Có kịp không? Một hit đến từ Royal Giant. Không được rồi, có được không? Không có một hit đến từ Royal Giant, trời ơi. Bây giờ là thời gian sẽ hót đẩy lên. Hót đẩy lên một Fireball rồi. Mình đổi lên. Hót đâu? Con Tesla không vào hót, trời ơi, một Fireball. Wow. Rất tiếc cho Xbox Master. Mình không thể tin được đấy. Rất tiếc cho Xbox Master, anh ta đã chắc cầm thắng rồi, chắc cái thắng trong tay rồi, tuy nhiên thì không được. Mọi trận đấu với những người gọi như là mình phải nói là những người ngoài hành tinh đúng hơn, những người chơi đầu có sẵn, những người chơi có IQ cực cao, họ tính toán cực kỳ tốt. Tuy nhiên thì sau trận game đấu vừa rồi thì mình thấy là trong cái cách đánh của Xbox Master anh ta đang có một chút về zoom, một chút là tay không chắc. Nhiều pha xử lý mình nghĩ là Fireball không cần thiết, những pha xử lý Tesla bị lỗi. Một vài thờ ta xin lỗi, tuy nhiên thì đã biết rắc đánh ra đánh quá hay một pha Fireball đấy, các bạn có thấy là một pha Fireball tuyệt vời, một cái giáp tuyệt vời. Và cái turn tiếp theo khi mà Royal Giant đẩy lên, anh ta chưa kịp thời gian để PK, tuy nhiên thì vẫn đép được. Chúng ta cần xem cái turn cuối cùng khi mà đây có PK, không có một hit của Royal Giant. Nếu mà có một hit của Royal Giant thì sẽ có một cái Fireball tiếp theo nữa, là thì GG gameplay rồi. Sẽ là đáng tiếc cho Xbox Master. Thực ra là cái tuần vừa rồi thì Tesla đặt hơi cao, nhưng phải nói là cũng không hiểu tại sao. Thà là anh ta đặt bị một cái Fireball còn hơn anh ta bị một hit của Hawk, bởi vì là một hit của Hawk thì cao hơn một Fireball. Ok. Và các bạn còn lưu ý là cái game đầu tiên là 2-2 thì Pháp Gaming đã thắng. Vì vậy là nếu mà tên này Zach mà thắng thêm một game nữa thì chúng ta sẽ kết thúc vào trận đấu ở cái set thứ 2 này. Và chúng ta sẽ đến vào game matchup thứ 3 giữa hai team còn lại của bảng B ngày hôm nay. Lockbet gì đây? Chúng ta có Lockbet của Lockbet Classic, Lockbet Banki. Bên này cũng là Lockbet. Lockbet mà có Skeleton Army thì mình nghĩ đến Little Chen đấy. Anh ta chơi Megan Line, anh ta chơi Goblin Cake, anh ta chơi Rider Zion nữa. Có Goblin đây rồi, đúng rồi, Little Chen rồi. Còn đối với Zack thì anh ta chơi Dark Queens. Thì mình nghĩ đây là một phiên bản Grasscore. Mình nghĩ ngay đây là một phiên bản Grasscore và Bandit. Đúng rồi. Rồi, một con Goblin Cake cực kỳ là mạnh mẽ trong cái tuần vừa rồi. Lật ngay một con Rider Dragon. Tuy nhiên thì trong cái tuần này anh ta có một cái điều là trận đấu ngày hôm nay, khi cái game đấu này rất khó cho Xbox Master, bởi vì anh ta không có một cái lock rất là đáng tiếc. Bởi vì nếu anh ta không có một cái lock ở trong combo này thì anh ta sẽ là khỏe hơn rất nhiều.
Nhưng hãy liệu rằng là những cái tên đầu tiên khi mà có rất nhiều đam đến từ Royal Giant đây rồi thì Zach cần rất cẩn thận. Nhưng mà cái điều có một cái điều là Expo Master anh ta lại không có một cái spell gì, vậy là anh ta phải công rất đẩy công rất rồi dồn quân rất là nhiều. Rất nhiều đam từ Princess gần 1000 máu rồi. Đẩy một con Dark Goblin nữa. Mega Knight không được, có được không? Không được rồi. Đó là một điểm chết của Mega Knight đó, bởi khi mà anh ta nhảy lên thì anh ta cũng không có thể giống như một băng lít được. Băng lít là một điều khác, khi mà nó bút lên rồi thì nó không bị chết. Còn đối với mày Mega Knight thì là một điều khác rồi. Nhảy lên rồi vẫn chết, quá là đáng tiếc. Đẩy tiếp Royal Giant, một cái lock bên kia rồi. Rồi combo hot luôn, combo Goblin Barrel luôn. Rất nhiều đam từ Royal Giant. Tuy nhiên thì Expo Master sẽ đép tên thành như thế nào đây? Bắt được con Skeleton rồi, bắt được Goblin rồi. Tuyệt vời. Rất nhiều đam. Có giết được con Princess không? Phải đặt thả ra Goblin rồi. Nguy hiểm. Thả con Bandit, tuy nhiên thì con Bandit nó lại không nhảy qua trụ, không nhảy qua cầu để giết con Dark Goblin. Một cái lock ra vừa ra rồi. Mega Knight đây rồi, xuất hiện. Bây giờ thì Expo Master cần rất nhiều AD để có thể tơ công được phía bên trái. Thả một đằng bét được phía bên bên kia. Goblin Barrel bên kia rồi, một đi chết rồi. Ôi, bảy mất máu. Nhưng mà bên kia lại có cú spell. Nguy hiểm quá. Đẹp như thế nào đây, một cú combo. Không được rồi. Không được rồi. Đó là một điểm chết của cái deck của Little Champ deck của Expo Master, là anh ta không có spell, vì vậy là anh ta phải đẩy quân. Nhưng mà khi mà đẩy quân mà những quân mà nó quá nặng AD với Rider Giant thì anh ta cần mục tiêu là building, nhưng mà trong tuần này thì anh ta không kịp xoay một con Rider Giant nữa. Và bây giờ thì đã... Ok, như vậy hôm nay một trận đấu cực kỳ đỉnh cao, một trận đấu mà mình không làm mọi người thất vọng ngày hôm nay. Ok, và good luck cho team OP Gaming và OP GG Gaming và vòng đấu tiếp theo. Ok, và congratulations Zach, congratulations Pháp Gaming ngày hôm nay thắng tỷ số 2-0, tuyệt tiếp tục. Và các bạn đừng quên là trận đấu tiếp theo giữa vào ngày thứ 7 phải support cho team Kick, vào ngày thứ 7 team Kick sẽ đánh với Phonos. Mình nhớ nhầm là trận đấu thứ 2. Ok, các bạn xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chúc mừng Zach, chúc mừng team Pháp Gaming ngày hôm nay. Sau hai vòng đấu thì họ đã có một trận thắng và một trận thắng và một trận thua. Đáng lẽ họ thắng đấy, nhưng mà thua trận đấu trước kia hai đấu tiếp. Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.